Sunny mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại cô chú anh chị và các bạn trên kênh Sunny Đoàn. Trước mặt anh chị đó là cánh đồng An Nhất ở cách Bà Rịa khoảng 10 cây và cách Vũng Tàu khoảng 20 km. Sunny cũng rất là vui thực hiện cánh đồng quê An Nhất gửi anh chị và các bạn nhé. Nhưng dịp về thăm ngoại thì Sunny cũng muốn chia sẻ với anh chị chợ quê An Nhất. Gửi anh chị và các bạn, đối với An Nhất thì nó có một cái món đó là bánh hỏi An Nhất. Và cũng cách đây không lâu, hồi Tết anh chị, thì trên con đường đồng ruộng rất là đẹp, hiện tại thì đang thu hoạch. Và xa xa đó là cái núi Minh Đàm ngay chỗ Long Hải đó. Và trên một con đường giữa cánh đồng thì người ta có một cái chợ. Sunny sẽ chia sẻ với anh chị những hình ảnh trên cao. Cái chợ này như thế nào? Thường thường thì buổi chiều thì mọi người khách du lịch thì ghé đây để tham quan chợ, và ở đây thì có bán những cái món miền quê. Một cái chợ miền quê thu nhỏ đây trên một con đường. Bây giờ thì khoảng 5 giờ kém ngày 3 tháng 4 2024. Đây là cái cảnh chợ và Sunny sẽ cùng chia sẻ với anh chị nha. Anh trên cao. Ở đây thì một con đường thẳng tắp từ Bà Rịa để về Đất Đỏ, Bà Tô, Xuyên Mộc sẽ đi qua Long Điền và tới xã An Nhất. Và ở đây là một cánh đồng giữa An Nhất và Long Điền. Đó, quốc lộ, hình như là quốc lộ 55. Sunny sẽ hạ độ cao và chia sẻ với anh chị cái hình ảnh này nha. Hiện tại là độ cao khoảng là 35, Sunny sẽ xuống khoảng 30 m và cùng chia sẻ với anh chị. Mình sẽ chạy 3 chậm chút xíu. Thì nó video clip sẽ gồm 2 phần. Phần thứ nhất thì Sunny sẽ chia sẻ những cái cảnh trên cao. Sau đó thì Sunny sẽ cùng với anh chị dạo bộ ở trên chợ này coi có bán cái gì anh chị ha. Một bên thì đậu xe hơi, một bên thì những cái quầy người ta bán hàng là anh chị. Mình sẽ xuống thấp hơn chút xíu nha anh chị. Ta sẽ đi tham quan. Cái chợ này kéo dài anh chị ha, và xa xa là đỉnh núi. Khi mà đi tới núi là chúng ta sẽ tới với Long Hải rồi anh chị. Hiện tại thì cũng đang gặt lúa. Rồi bây giờ thì Sunny sẽ cùng với anh chị, chúng ta sẽ về xã An Nhất nha anh chị. Cánh đồng lúa bạc ngàn và xa xa đó là xã An Nhất. Sunny sẽ tăng cái độ cao lên. Đây là xã An Nhất thì cách quê ngoại của Sunny thì cũng khoảng mười mấy km thôi. Không tới 4 km thôi. Đất Đỏ đó anh chị. Con đường quốc lộ chạy dài đi ngang qua xã An Nhất. Đó, cái hướng này là chúng ta qua đồng ruộng thứ hai và chúng ta sẽ tới với lại Đất Đỏ đó anh chị.
đất đỏ hay lắm, nó giống như một cái đỉnh núi lửa vậy đó. Rồi tất cả các mọi con đường đều lên cái đỉnh giống như đỉnh núi lửa. Đây là khu vực xã An Nhất nè anh chị. Đồng lúa chín rất là đẹp. Ở dưới thì có những cái hàng đó, máy gặt, người ta đi gặt lúa đó. Rồi xin đi sẽ tạm ngưng nha, tạm ngưng và sẽ chia sẻ với anh chị hình ảnh phía dưới. Sau khi bay Lycam ở trên cao và trước mặt anh chị đó là quốc lộ 55, cái hướng này là chúng ta về Long Điền, và cái hướng ngược lại thì chúng ta phải về đất đỏ Bà Tô Xuyên Mộc. Và nơi đây thì ngay chỗ cánh đồng An Nhất, chợ quê An Nhất, với địa danh ngày hôm nay xin y sẽ chia sẻ với anh chị. Bà con khắp mọi nơi đổ về đây, và chợ này vào buổi chiều nha anh chị ha, buổi chiều đến tối khoảng 10 giờ luôn anh chị. Cánh đồng người ta cũng gặt lúa, cũng gần xong hết rồi. Đó, đây là cái cảnh, quang cảnh đều bán những cái món nước nè, ẩm thực quê nè, hương sen. Chia sẻ với anh chị cảnh cũng rất là vui anh chị ha. Bánh khọt, rồi bò bía. Dạ không, quay chơi thôi. Dạ, rồi bánh khọt, bánh cuốn. Cái quang cảnh này vui anh chị ha. Thì mùa này bắt đầu người ta gặt lúa, phải vài tháng sau này thì nó hết đẹp rồi. Hôm nay thì về thăm hoài anh chị ở đất đỏ thì xin đi biết đến cái địa điểm này lâu rồi, hôm nay thì mới có dịp gửi anh chị những hình ảnh này. Hôm nay là ngày trong tuần thôi, cứ ngày cuối tuần thì đông hơn nữa, người ta đi Long Hải hoặc là đi Vũng Tàu, sau đó thì sẽ ghé đây ăn uống rồi chụp hình với đồng lúa nè, rồi về Sài Gòn. Thì ở đây cách Sài Gòn thì khoảng 100 km thôi anh chị. Bà Rịa đi vào đây thì cũng khoảng là 10 km thôi. Còn Vũng Tàu, cách Vũng Tàu thì 20 km. Xe hơi thì có một cái bên kia đầu. Chị vé gửi xe thôi anh chị ha. Ví dụ xe gắn máy xin đi thì chỉ có 3.000, còn xe hơi thì 10.000. Vô đây thì thoải mái. Đồng lúa, xa xa là núi, cái dãy núi, chúng ta sẽ qua cái bên dãy núi bên kia đó là bên hướng hướng Long Hải. Đồng lúa nè. Rồi thôi chúng ta đi lại tiếp anh chị ha, để chia sẻ quang cảnh. Nước suối 8.000, sâm 10.000. Xúc xích, lạp xưởng, lạp xưởng nướng đá. Dạ, trời, nướng đá. Dạ, ngon lắm luôn anh. Ngon, ngon ha. Ngon nhất gì Đông Nam Á luôn. Ngon nhất nhì Đông Nam Á luôn. Dạ. Anh là nghề luôn. Lạp xưởng Hà Khẩu 15.000 đó. Anh món này là nghề luôn á. Dạ, lạp xưởng nướng đá. Ừ.
chị em chụp hình, mặc áo bà ba chụp hình trên đồng lúa nè anh chị. Mùa này rất là thơm mùi lúa chín. Bánh xèo 20.000 một cái. Có nguyên một cái hàng. Đẹp chị ha. Nguyên dãy bàn. Bên đây thì ngồi ngắm đồng lúa chín nè. Đó, quay tôm 10.000 một con nha anh. 10.000 một con. Cái này hoạt động từ mấy giờ đến mấy giờ? Từ 4 giờ tới 10 giờ đêm. À, từ 4 giờ. Coi như hoạt động suốt luôn. Hình như cuối tuần là đông nhất đúng không? Dạ đúng rồi. Thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Rồi, em cảm ơn nha. Chúc chị mua đây bán đắt nha. Tôm. Hào nướng, hào phô mai, hào mỡ hành. À, đây, đồng lúa nè anh chị. À, cái này chỉ là thích hợp vào buổi chiều, anh chị nhớ đi là khoảng 5 giờ là đẹp nhất, nắng xiên xiên buổi chiều. Hiện tại là khoảng 5 giờ luôn anh chị, chứ nếu mà tối quá thì nó không có những ánh nắng vàng như thế này. Đồng lúa chín nè. Nước ép trà bông cúc 10.000, nước ép 15.000, chuối nướng. Đó, chuối nếp nướng. Những cái quầy hàng rất là mộc mạc anh chị, lá dừa thôi, những thân tre kết lại thôi anh chị. Ba
bàn chó. Đây. À, đi trên những con đường này thơm mùi lúa chín lắm anh chị. Rất là thơm. Đó, đồng lúa chín kìa. À, đẹp lắm. À, thì không biết là trong hình thì nó có tót lên cái nét vẽ mộc mạc, một cái ánh nắng vàng với đồng lúa chín này không. À, nhưng mà ở ngoài thì Sunny thấy rất là đẹp. À, diều nữa kìa, đó, thả diều. Hột vịt lộn. Hột vịt lộn. Cúng trứng cứt lộn. Và ở đây thì nó tạo có những cái tiểu cảnh, nó tạo cho chúng ta những cái con đường dựng nước nè, nó tạo cho chúng ta những cái tiểu cảnh đẹp. Người ta gặt lúa nè, nó có những cái luống như thế này. Xa xa là áo dài. Quen không chị không? Đó, con đường dựng nước này nó cũng tạo một tấm hình cũng đẹp đó. Đó, đẹp anh chị ha. Đồng lúa chín thơm lắm, đẹp lắm. À, con đường. À, rất là nhộn nhịp. Càng về chiều nó bắt đầu du khách sẽ đổ về. À, bên đây thì đậu xe hơi, xe gắn máy thì thoải mái gì ha. Đó. Những bác nông dân ghi cái chữ nè. À, xin đừng dẫm đạp lên trên lúa. Cảm ơn. Rồi, đó. Nguyên dòng người xin đi một đoạn nữa nha. À, đông chưa? Ốc ruộng. Ốc ruộng nhiều sò ốc hến 50.000 một phần, 35.000 một ký. Dạ. Ở đây nhiều lắm, khoai mỡ, khoai lang, rồi bún bò quế, bún thịt nướng, bánh khọt, bánh xèo, à, nước uống đủ thứ anh chị, kể cả ốc nữa. À, và ở đây đồng lúa chín người ta chụp đám cưới, đó, ta chụp đám cưới luôn anh chị. Tôi biết lạng lên đi kiếm bánh đào chén. Ủa, nấu hiểm không thắng à. Ủa, là quay chi nó. Dạ, đúng rồi. Quay chị cái anh, quay cho chị lên thằng cái anh. Đó, thấy chị đẹp. Hello. Hello chú. À, hello con. Ừ. Nghe như là đồ, rất là con. Đây là chứng kiến tại chỗ. À, rồi. À, vui nha. À. Ủa là đang ngượng á hả? Không ngon thiệt nha chú nha. Rồi.
Rồi ở đây cái đồng lúa chín nè, đẹp, rất là đẹp anh chị. Ồ, nó còn dài lắm. Xa xa tuốt đằng kia lận. À, ở đây cũng có khách Tây nữa anh chị. Đó, đồng lúa chín. À, khi mà chụp ở đây tiểu cảnh rồi, tà áo dài thì rất là đẹp. Tất nhiên là anh chị chọn một cái màu sắc là tương phản với đồng lúa thì nó sẽ đẹp hơn anh chị ha. Và đây là con đường. À, con đường nó sẽ kéo dài tới thằng kia luôn kìa. Đồng lúa chín đây. À, rất thơm anh chị. Lúa chịu hạt bắt đầu, người ta bắt đầu ta thu hoạch rồi. Rồi, xin đi tới đây thì cũng rất là vui thực hiện cái video clip này chia sẻ với anh chị chợ quê An Nhất. Nếu anh chị đi đó thì anh chị cũng lựa thời gian vào buổi chiều, mở cửa các chợ này bắt đầu 4 giờ đến 10 giờ tối anh chị. Nhưng mà theo xin đi nghĩ thì khoảng là 5 giờ thì đẹp nhất với cái ánh nắng xiên xiên như thế này, với đồng lúa chín như thế này thì có một tấm hình rất là đẹp. Hy vọng rằng đây là một cái chợ quê hình thành để bà con có nơi buôn bán, khách du lịch sẽ tới với lại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đi Long Hải hoặc Vũng Tàu tắm biển rồi ghé đây ăn uống rồi chúng ta tiếp tục hành trình đi về Sài Gòn. Và cũng chia sẻ với anh chị vùng quê ngoại của Sunny là đây. Rồi Sunny cũng gửi lời kính chúc cô chú anh chị luôn vui vẻ hạnh phúc trong cuộc sống. Sunny bye bye. Cô chú anh chị hẹn gặp lại trong những video clip sau. Bye bye, hẹn gặp lại.